Chúng ta lại gặp lại nhau sau một tuần rất là bận rộn. Khung giờ phát sóng của Bếp Ngọt vào lúc 17:10 trên HTV9 vào mỗi chủ nhật hàng tuần với sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Đầu bếp Ngọc Thuận hay còn gọi là Chepo là đầu bếp chuyên ngành bếp Á. Là diễn viên truyền hình nổi tiếng, hiện anh đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, có niềm đam mê sáng tạo các món ăn Việt Nam. Như thường lệ, ở gian bếp chúng ta sẽ là những vị khách mời đáng yêu, dễ thương, xinh xắn, tài năng. Thì ngày hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, đó chính là một cô gái dễ thương, đáng yêu, hát rất hay luôn quý vị ơi. Xin giới thiệu ca sĩ Thái Trinh. Chào em. Chào em. Mời em ngồi. Thái Trinh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Ngọt ạ. Đây là lần đầu tiên anh được gặp em ở ngoài đời, rất là xinh xắn nha. Dễ thương, đáng yêu nữa. Thế nhưng mà mình là ca sĩ mà đúng không? Thường em thấy ca sĩ đến đây là anh rất muốn nghe ca sĩ hát. Vậy thì em xin hát một đoạn trong ca khúc của em nè. Ca khúc của em. Bài Ai Sẽ Thay Em Yêu Lại Anh. Em đã tổn thương khi người quay bước, đôi tay run run ôm con tim đầy vết xưa. Ta lạc mất nhau, nếu có ngày sau ai sẽ thay em yêu lại anh. Thường ngày em hay đi diễn nhiều như vậy thì chắc anh nghĩ em sẽ khó có thời gian vô trong bếp của mình để làm những món ăn đúng không? Dạ em đúng là thời gian diễn của em thì nó không có, gọi là nó không có một cái thời khóa biểu nào cụ thể hết, cho nên là em cũng phải chấp nhận cái việc là có khi phải được ăn ở nhà, có khi phải ăn ngoài. Nhưng mà nếu có thời gian thì em vẫn cố gắng nấu ở nhà, tại vì ăn ở ngoài thì mình cũng không có biết được là họ chế biến sao, lỡ đâu cho nhiều dầu mỡ gì đó mình sẽ bị mập lên. Ôi vậy hả? Còn đã khi nào em đã từng nấu một lần rất là nhiều món cho gia đình của mình, chẳng hạn một bữa cơm gia đình ấm cúng đầm ấm? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà là nấu đồ mà cúng hay là làm kiểu như dỗ chạp á thì em chỉ được có cơ hội là đóng vai phụ bếp thôi, chứ nếu mà gọi là đứng bếp mà nấu cả một cái mâm như thế thì em chưa có cơ hội. Thường những cái món ăn như thế nào là em là thích nhất? Em nghĩ là bún bò, em có thể ăn 7 ngày một tuần. Wow, bún bò hả? Dạ. Vậy là hôm nay em quá may mắn luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nấu một món không liên quan đến bún bò. Ok anh. Nên nói đùa cho vui thôi. Chơi gì nữa nào? Vô trong bếp đi. Vô trong bếp thì chúng ta vừa làm, vừa nấu, rồi vừa chia sẻ những cái cuộc sống nè. Rồi cũng như là thí dụ em có những kinh nghiệm bếp lúc nào em có thể chia sẻ hoặc chỉ là anh thì anh thấy nó sẽ rất là hấp dẫn ha. Vâng ạ. Chờ gì nữa quý vị, bây giờ Thuận và Thái Trinh sẽ cùng vào trong bếp để thực hiện món ăn ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng vào bếp với Thuận và Thái Trinh nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Bếp Ngọt. Thì trong gian bếp ngày hôm nay như Thái Trinh nhìn thấy ha, thì mình có nè rất là nhiều nguyên liệu. Và ngày hôm nay xin giới thiệu với Thái Trinh là hôm nay mình sẽ sử dụng nguyên liệu chính đó là... Dạ, măng cụt màu xanh. Không phải, măng cụt chưa chín. Là ý là còn xanh chưa chín. Đúng rồi, tức là mình sẽ lựa cái loại măng cụt mà nó bắt đầu thôi, bắt đầu có dấu hiệu là chín, nhưng mà mình phải lựa cho nó còn cứng và nó ngọt rất nhẹ và có cái độ chát của nó. Thì mình sẽ gọt ra hết. Gọt cái măng cụt này ra hết thì mình sẽ thu được là thịt măng cụt phía trong. Do là cái này mình phải làm nhanh chứ không nó sẽ bị đen. Khi mình lột ra thì mình sẽ ngâm với lại nước pha một chút đường, một xíu chanh vào đó. Mình ngâm khoảng 1-2 phút, mình bớt ra và mình sắc nó. Thì nhìn những món như này thì tôi nghĩ là chắc mình biết là mình làm gỏi đúng không? Gỏi măng cụt, một loại gỏi rất là hấp dẫn, ngon. Ngay từ lần đầu tiên anh được chạm ngõ với lại cái loại gỏi này thì anh đã cảm thấy rất là yêu mến nó và quyết định là sẽ mang nó đến với Bếp Ngọt ngày hôm nay. Trộn gỏi thì nó nhanh rồi. Chiên bánh phồng tôm trước đi ha. Với bánh phồng tôm thì anh sẽ sử dụng là dầu dừa của Việt Coco, được làm bằng nguyên liệu tự nhiên 100%, không có cholesterol, rất tốt với sức khỏe của mình. Em chiên bánh phồng bao giờ chưa? Em ít ăn đồ chiên lắm, nhưng mà em biết làm. Rồi bánh phồng này thì nó ít sủng dầu, thì chiên nóng lên thì nó cũng đã... Thì càng nhiều dầu nó sẽ càng không ngập. Đúng rồi. Hay rồi, chính xác, một cái tip rất hay. Hà lửa trong quá trình chúng ta chuẩn bị lấy ra hoặc tắt bếp thì tự nhiên dầu nó sẽ hút ngược lại. Anh như thả đồng tiền xuống vậy đó, em là người vớt ra. Thấy nó hơi vàng là được rồi. Cái em nghĩ được rồi thì được thì em gấp ở kia. Thường là những chiếc bánh này là những chiếc bánh được ăn đầu tiên trong bữa tiệc, bởi vì nhiều khi là đồ ăn chưa dọn lên hay là
khách mời chưa đến bóc cái bánh ăn trước mà nó rất là vừa miệng và rất là cuốn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên vật liệu để mình làm gỏi. Rau thì mình sẽ cắt cho nó vừa ăn ha. Mình trộn gỏi mà, cứ sắc cho nó vừa vừa thôi. Rau thơm các loại. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái phần hành tây ha. Mình sẽ cho vào trong này. Rau và hành tây mình trộn lên, trộn nhẹ lên. Sau đó mình sẽ cho thịt ha, mình sẽ để lên trên. Rồi, người ta sẽ trộn vào đây là khung mực. Xé thẳng vô cái gỏi của mình luôn. Chút nữa nó sẽ trộn với lại cái phần mà nước gỏi đó. Nó sẽ mềm ra. Nước mắm gỏi nó sẽ thấm và nó mềm. Kết hợp vô, rất là ngon. Khô mực nướng nha, cái lượng khô mực nướng vừa vừa cả bàn tay mình á, thì cái thịt nó cũng không có quá dai mà nhỏ thì nó sẽ bị cứng. Dạ. Trộn cái phần này lên, phần này thì mình có thể trộn được ha. Và mình sẽ bắt đầu cho măng cụt, đây là gọi là cái linh hồn chính của món này. Mình cho hết vào, càng nhiều thì càng ngon. Nhưng mà làm cái gì cũng vậy, mình canh nó vừa đủ là ngon nhất. Mình trộn đều lên. Rồi, trước khi mình làm nước sốt thì mình cho một xíu tỏi băm ha, để chuẩn bị một xíu tỏi băm. Trời ơi, ngửi thấy mùi tỏi thèm cơm chiên quá à. Vậy hả, làm cơm chiên luôn. Làm hết á. Trộn nước sốt ha. Nước sốt này thì mình sẽ sử dụng đầu tiên không thể thiếu đó chính là nước mắm. Nước mắm thì anh sẽ sử dụng nước mắm Ông Kỳ. Nước mắm Ông Kỳ là dòng nước mắm cốt truyền thống 100 năm. Độ đạm tự nhiên rất là cao. Sản xuất với hai nguyên liệu tự nhiên đó là cá cơm tươi và muối biển. 40ml nước mắm Ông Kỳ, 50ml giấm, khoảng 50ml nước cốt chanh. Khuấy nhẹ đi mình luôn. Rồi, chưa gì là nghe cái mùi. Em sẽ cho vào đây là tương ớt, khoảng 40g tương ớt ha. Phần cuối cùng là anh sẽ nêm vào đây là đường, khoảng 100g. Anh sẽ cho vào đây một xíu muối. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là tỏi. Lý do là mình đã cho vào đây tương ớt rồi, anh sẽ không cho ớt vào. Không, cỡ em thì em sẽ cầm sẵn cái ớt anh cắn trực tiếp luôn. Tức là em ăn cay được hả? Dạ được. Anh sợ em không ăn cay được. Coi như là bây giờ mình chỉ cần đánh tan cho nó hòa quyện tất cả các gia vị lại với nhau. Và nó vừa thơm nè, vừa ngon nè. Và cái mùi nước mắm nó đang là chủ đạo trong cái chén nước mắm của mình ha. Gỏi là chúng ta ăn bao nhiêu chúng ta canh bấy nhiêu chúng ta trộn ha. Tiếp theo thì Thuận với lại Trinh tại gian bếp của chúng ta sẽ thực hiện món chè măng cụt. Dạ. Chè măng cụt thì mình sẽ lựa những trái măng cụt chín đi. Mình sẽ sử dụng là bột năng của Bico Hương Xưa ha. Trộn cái phần măng cụt này, mình áo nó một lớp bột năng đều hết. Mình sẽ bỏ vào đây, mình luộc. Thấy bột năng vừa chín á thì mình sẽ bắt đầu. Vậy mình bọc một lớp bột năng. Đúng để mình sẽ ăn giống như kiểu bánh trôi á. Nó không có đến mức đó, nhưng nó sẽ mà nó có một cái lớp bột vậy đó. Thường mấy món mà ngọt ngọt như này thì mình phải nên kiếm cái cớ nào đó để mình ăn chậm lại. Cho nên là em nghĩ món này rất là hợp lý vì là nó có hộp. Nên là mình mất thời gian mình nhằn cái hộp trong lúc đó thì bao tử okay. Gửi tín hiệu lên não là đã no rồi. Hay quá. Nấu khoảng 2-3 phút là nó sẽ chín cái áo bột năng bên ngoài của mình. Dạ.
Rồi bên kia mình đã thấy là cái nồi nước khoảng lít rưỡi ha. Mình sẽ cho vô đây vài hoa đậu biếc để tạo cái màu. Ủa, em thích cái hoa này lắm luôn. Rồi, để mà mình nhìn biết chè của mình nó có chín hay không thì chỉ cần nhìn thấy nổi lên thôi. Sau đó thì mình sẽ vớt hết cái phần chè này nè, thả vô trong đó ha. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ tiến hành nấu cái phần nước cốt dừa ha. Nước cốt dừa để ăn với chè này thì anh sẽ sử dụng nước cốt dừa của Việt của cô. Đây là nước cốt dừa được làm bằng nguyên liệu rất là tự nhiên, độ sánh rất là đẹp và độ béo cũng như độ thơm. Thì mình cho vào đây với cái lon nhỏ như vậy thì rất là tiện cho những bạn mà mình muốn là nấu những cái món mà nó ít. Có hai loại, loại thứ nhất là sẽ dùng cho đồ ngọt là màu xanh. Dạ. Loại thứ hai là sẽ dùng cho đồ mặn là màu đỏ. Bây giờ mình sẽ cho vào trong này luôn ha. Lưu ý phần nước cốt dừa thì mình sẽ nấu thật nhanh ha, tránh nấu lâu, vừa sôi đến thôi. Mình nêm nếm thêm một chút xíu nữa là vừa 30ml sữa đặc. Dạ. Trong quá trình đó thì mình sẽ cho vào đây một lá dứa. Bây giờ mình chỉ cần chờ cho nó sôi lên thôi thì mình có thể sử dụng được rồi. Dạ. Nhưng mà trước khi sôi lên thì mình có thể cho vào đây thêm một chút xíu muối. Để nó trung hòa lại tất cả những cái vị ngọt trong này. Dạ. Và bây giờ nhìn thấy là nó vừa sôi lên ha. Sôi lên là mình tắt bếp luôn. Dạ. Để nó giữ lại cái độ béo và cũng như là cái mùi thơm của nó được trọn vẹn hơn. Nếu mình nấu lâu quá thì nó sẽ mất cái vị béo và cái vị thơm của nước cốt dừa. Dạ. Rồi, chờ gì nữa? Bây giờ Thuận và Trinh sẽ cùng nhau ra bàn để thưởng thức hai món ăn ngày hôm nay, đó là gỏi măng cụt và chè măng cụt. Xin mời. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với bàn ăn của Bếp Ngọt. Ngày hôm nay Thuận và Trinh sẽ cùng nhau thưởng thức hai món mình vừa làm ra ha. Đó là gỏi măng cụt và chè măng cụt. Dạ, dạ. Nhưng mà anh muốn cái phần gỏi của mình nó lạ hơn nữa, đặc biệt hơn nữa chút xíu thì anh sẽ sử dụng là nắc dừa của Việt Coco. Nãy anh đã có bỏ thêm một ít dừa, thịt dừa nạo rồi. Dạ. Cho nó có cái vị ngọt ngọt thấm thấm rồi thì anh sẽ cho thêm một cái vị giòn giòn lên nữa. Cái ăn nó kết hợp nó cũng rất là lạ. Mình sẽ rắc lên như này. Đó. Hấp dẫn quá nha. Ok. Mình đã làm cái nước sốt ha, nước mắm rồi. Vâng. Mình sẽ chan vào. Trời ơi, nước mắm nó kẹo nó ngon dễ sợ. Bụng em nó sùn ụt luôn á anh. Rồi, khi mà mình đã có nước trộn gỏi rồi thì mình sẽ bắt đầu trộn nó lên, trộn hết cái phần này lên. Rồi, bây giờ mình thưởng thức thôi. Dạ. Dạ, em xin được mời tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Dạ, xin mời tất cả quý vị mời nha. Mời ekip nha. Rồi, mời ekip. Mời Trinh. Nó giống như là tất cả những cái vị mà mix lại với nhau á. Có ngọt ngọt chát chát, rồi có mực nè, có thịt nè, rồi cái nước mắm nè. Đúng không? Món cũng rất là đơn giản, làm nó không phức tạp. Mà cái khâu cầu kỳ những là măng cụt. Rồi. Bạn hơn cái nước sốt nó là đã làm một cái công trình rất là xuất sắc rồi. Tại vì em tưởng tượng giờ anh chỉ còn chế cho em chén nước sốt và em chan với cơm ăn cũng thấy ngon. Chan cơm trắng thì cũng thấy ngon, mà bây giờ mình lại ăn cùng với những cái nguyên liệu rất là tươi. Mà trộn một cái ra là ăn liền. Bánh phồng tôm chiên một cái ra cũng ăn liền luôn. Dạ. Nên là em không còn gì để nói ạ. Nghĩa là nhiều khi mình dùng những cái mỹ từ mình tả thì mình còn định được cái độ ngon của nó, nhưng mà bây giờ là ăn xong là há khẩu luôn á. Ghê vậy. Nghe đỡ con mũi quá. Nhưng thật sự khi mà anh làm món này thì anh cũng rất là thích. Dạ. Nhưng mà cái món này thì một năm chúng ta chỉ được ăn một mùa thôi. Dạ đúng rồi. Mùa măng cụt. Mùa măng cụt. Tại vì thiếu đi cái măng cụt, hỏi có làm được gỏi không? Được. Nhưng nó sẽ không có cái vị ngọt ngọt và chát chát của măng cụt. Đó là tạo nên cái điều đặc biệt của cái món này. Đây là lần đầu tiên em ăn măng cụt mà nó đang ở cái tình trạng sống, chưa chín hẳn mà cũng không phải quá sống. Nghe là cái vị nó như là măng cụt ăn chín mà nó dần dần ăn nó lạ lắm ạ. Ngon hay chứ. Dạ. Không phải lúc đó em nghe nó chát chát thì em tưởng nó giống như kiểu chuối chát á anh.
nếu mà không nói là măng cụt á, em lại tưởng nó là một loại trái cây khác, cái vị nó mang đến một cái trải nghiệm khác với măng cụt lúc chín. Có món gỏi thì giờ mình chuyển qua làm ăn chè. Ăn chè đi. Đúng không? Thưởng thức cái nước cốt dừa ngày hôm nay ha. Mình ăn chè thì mình sẽ ăn cái phần nước cốt dừa nè, thấy không? Dạ rồi, ok. Mình mới chế ra thôi là mình đã nghe cái mùi nước cốt dừa nó thơm nhảy lên luôn hả? Ăn ngứa anh. Lạ miệng. Đúng không? Ăn lạ miệng. Cái măng cục nó còn chua. Ừ. Nó còn hơi chua nhẹ. Xong không rồi. Phải, cái măng cục á mình ăn nó ngọt nhưng mình nấu ăn hơi nó hơi chua. Không, mà nó phải chua thì ăn với cái nước này nó mới vừa. Dạ. Măng quá ngán. Như giờ cái măng cục mà nó ngọt nữa thì em ăn được mấy miếng là em không ăn được nữa. Tại vì em không quen ngọt, nhưng mà em ăn cái này thấy vừa luôn. Nó lạ đúng không? Dạ. Em thấy được cái vị nước cốt dừa. Dạ. Rất là thơm. Dạ. Béo đúng không? Dạ. Thì cái này cũng là mình rất là tiện là sau này mình có thể mua những cái phần nước cốt dừa này về nè, mình để dành trong nhà. Em nghĩ là mọi người mà sợ mấy cái món chè mà quá ngọt, dễ ngán thì mọi người có thể thử tham khảo nấu cái món chè này. Dễ ăn, dễ làm. Thanh, rất là thanh. Nó cũng lạ nữa, cái này rất là đơn giản ha. Yeah. Cảm ơn Thế Vinh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Bếp Ngọt trong khoảng thời gian vừa rồi. Và xin chúc cho Thái Chinh ngày càng xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, hát hay hơn và ngày càng có nhiều fan hâm mộ. Và em cũng xin chúc cho anh Thuận sẽ ngày càng khám phá được nhiều công thức món ăn gọi là phức tạp, hoành tráng hơn nữa để có thể mang đến giới thiệu cho quý vị khán giả nhiều hơn. Đơn giản mà có vỏ anh. Trời ơi, vậy là hoành tráng rồi. Và em xin được chúc cho chương trình của mình sẽ ngày càng thành công và được khán giả đón nhận hơn nữa. Rất là vui vì ngày hôm nay Chinh đến với chương trình. Trước khi ra về thì mình sẽ có một phần quà của nhà tài trợ Việt Coco gửi đến Chinh. Em cảm ơn. Cái này là hồi nãy mình nấu chè đó. Wow. Nấu chè vừa thơm vừa béo vừa ngậy ha. Đây, phần nước mắm. Đây chính là linh hồn của cái món gỏi lúc nãy, chúng ta pha nước mắm để chúng ta ăn, tạo nên cái hương vị đậm đà cho cái món gỏi của chúng ta. Rồi. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Chinh rất là nhiều. Thế Chinh xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và cũng xin được cảm ơn chương trình Bếp Ngọt hôm nay đã cho Chinh một cái khoảng thời gian rất là vui ở trong bếp. Bình thường trong bếp em căng thẳng lắm, hôm nay đến bếp thì vui. Hình như ai tới trong bếp này cũng vui đó. Và em mong là tất cả khán giả sẽ ủng hộ và thương yêu chương trình nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chinh rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Rất mong hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:10 trên HTV9 vào mỗi chủ nhật hàng tuần với sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.